đã giữ đúng lời hứa là tăng năng suất, cũng đã tăng giờ làm, nhưng vẫn chưa nhìn thấy thành ý cải thiện cuộc sống của anh em công nhân từ phía của anh. Hay là anh không định giải quyết cho chúng tôi? Anh hiểu lầm rồi. Mời anh ngồi. Chúng tôi đang tìm cách cải thiện cuộc sống của anh em công nhân, nhưng chỉ có điều... Là sao? Anh uống nước đi. Anh cũng thấy rồi đó, đồn điền ta có cả ngàn công nhân, muốn thay đổi á, đâu phải ngày một ngày hai. Đó chỉ là cách nói suông, cách nói câu giờ của các người thôi. Tôi không nói suông, tôi cũng không câu giờ, tôi chỉ nói là đợi thôi. Nhìn mắt chúng tôi đợi tới khi nào? Em đã năn nỉ được má với mọi người lên đây rồi đó. Vậy thì hay quá. Dạ chào cậu. Má, đây là cậu hai, người mà con kể với má với mấy gì đó. Má dạ. Cảm ơn mọi người. Mọi người chịu lên đây là tốt rồi. Yêu cầu cải thiện cuộc sống của anh em công nhân sẽ sớm được thực hiện thôi. Chuyện này là... Hải, trời ơi, sao con ốm mà đen dữ vậy con? Anh hai thấy em giỏi không? Chuyện này là sao? Anh tính giỡn trò gì nữa đây mà gọi má và em gái của tôi lên đây? Anh bình tĩnh đi. Đây là má và em của anh sao? Chuyện này anh hiểu lầm rồi. Tôi thực sự không biết gì về chuyện này hết. Mà tôi cũng rất bất ngờ khi biết Phượng là em gái của anh. Tôi á chỉ nhờ Phượng là đi về quê kiếm giúp mấy người giỏi giang về nấu nướng để lên phụ bếp cơm thôi. Tôi đâu có ngờ trái đất này tròn đến vậy. Dạ đúng đó anh hai, cậu hai không có biết chuyện này đâu. Tại tí biểu em về quê năn nỉ má lên đó. Anh định lập bếp cơm hả? Phải, tôi quyết định lập bếp cơm để phục vụ anh em phu công tra. Từ ngày mai, các anh có thể yên tâm làm việc mà không lo về chuyện nấu ăn như từ trước tới giờ nữa. Tôi đã cho bỏ toàn bộ số gạo ẩm, mắm mục đó rồi. Tôi còn ký giấy bắt cai tuất cho tăng thêm khẩu phần thức ăn và thức uống cho mọi người rồi. Nếu là thật thì tôi cảm ơn thành ý của anh. Anh không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ cần các anh cố gắng làm việc, đừng có đình công như trước là được rồi. Không còn bị đàn áp bóc lột, ăn cơm hẩm mắm dòi thì chúng tôi đình công làm gì nữa. Vậy coi như mình đã thỏa thuận xong đó nha.